Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video phân tích về điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và mình thấy rằng là cái thời gian gần đây khi mình làm những cái dạng video phân tích như này thì được rất là nhiều bạn hưởng ứng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái việc phân tích như này thì các bạn sẽ đưa ra cái quyết định chọn mua nó dễ hơn. Đấy, ở cái video lần trước ấy, mình đã phân tích cho các bạn là chúng ta nên mua Redmi Note 9 5G hay là Note 9 Pro 5G. Đấy thì mình cũng đã nói rồi. Nghĩa là nếu mà chúng ta tiết kiệm tiền hẳn thì chúng ta mua cái phiên bản Note 9 này. Đấy, còn nếu mà chúng ta có thoải mái tiền thì chúng ta mua cái Note 9 Pro này. Còn cái Note 9 5G này thì nó rất là kiểu như là nó rất là dở dang ấy. Đấy, và đặc biệt là cái Note 9 5G này thì nó lại chịu một cái sự tác động rất lớn từ một huyền thoại trong cái tầm giá 5 triệu. Đó chính là Redmi K30 5G. Và liệu Redmi K30 5G có phải là cái kẻ phá đám chen ngang vào đây hay không? Chúng ta sẽ cùng phân tích ngay trong video ngày hôm nay. Có lẽ là mình sẽ bỏ qua cái Redmi Note 9 4G nhé. Bởi vì là nó chắc là sẽ là chỉ là khán giả trong cái video ngày hôm nay thôi. Mình sẽ để khán giả qua bên. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích những cái gì nào? Đầu tiên là với cái tầm giá khoảng trên dưới 5 triệu đồng, chúng ta sẽ lựa chọn Redmi Note 9 5G hay là chúng ta sẽ lựa chọn K30 5G. Và cái thứ hai nữa đó là hiện tại là K30 5G bây giờ đang kém khoảng 1 triệu đồng so với cả Redmi Note 9 Pro 5G. Vậy chúng ta có nên cố thêm 1 triệu nữa để lên hẳn Redmi Note 9 Pro 5G hay không? Để có một camera 108MP, có loa kép, có kháng nước kháng bụi hay không? Đúng nào? Ồ, chúng ta cũng cần phải cân nhắc cái điều đó chứ. Mình cũng sẽ phân tích cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bộ đôi đầu tiên cái đã, cùng cái tầm giá khoảng trên dưới 5 triệu. Đó là K30 5G này và Redmi Note 9 5G. Thế đầu tiên, trước khi nói về thiết kế màn hình, hiệu năng, camera các thứ thì chúng ta sẽ để ý xem là hộp phụ kiện của hai cái sở này nó như thế nào. Thì về cơ bản thì hộp phụ kiện cũng đều có ốp lưng, đều có cáp, nhưng mà sẽ khác nhau ở cái sạc đấy. Cái sạc của cái Redmi Note 9 5G này là sạc 22,5W, nhưng mà hỗ trợ theo máy chỉ là 18W mà thôi. Trong khi đó cái K30 5G này là sạc 30W đi kèm theo máy và nó hỗ trợ đủ 30W luôn. Đấy, như vậy là về sạc là K30 5G đang có phần nhỉnh hơn. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta mới đến phần thiết kế này. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người. Nhưng với mắt mình thì hiện tại nhé, là mình đang thấy là thiết kế của Note 9 5G là đẹp hơn. Đây mình sẽ đặt cạnh nhau để cho bạn thấy. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nói về phần chất liệu thì rõ ràng chất liệu mặt lưng kính của K30 5G là sẽ ngon hơn chất liệu nhựa của Note 9 5G. Đấy, thế thì cũng tùy anh em thôi. Và cơ bản là cái con K30 5G này thì nó cũng không phải là một cái điện thoại xấu. Nên thành ra nếu mà tổng hòa nhiều yếu tố hơn thì K30 5G sẽ hơn đấy. Về mặt màn hình, K30 5G chắc chắn là sẽ hơn rồi. Vì là nó là chiếc điện thoại có màn hình 120Hz, màn hình của nó sẽ hơn. Đấy, độ phân giải thì cũng xem với nhau thôi, đều là IPS cả thôi. Về mặt hiệu năng thì chắc chắn là K30 5G mình sẽ đánh giá là nhỉnh hơn. Bởi vì con chip Snapdragon 765G của nó vẫn khá mạnh và nó được tối ưu tốt hơn nhiều so với cả con chip Dimensity 800U của con Note 9 5G. Mặc dù là điểm số AnTu là như nhau đấy nhá, mặc dù điểm số AnTu khá là xem với nhau, nhưng mà Dimensity 800U hiện tại là chưa thể tốt bằng được Snapdragon 765 được. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải chú ý rằng đó là Redmi Note 9 5G bộ nhớ trong tối thiểu là 128GB, sẽ gấp đôi so với cả bộ nhớ trong tối thiểu là 64GB của Redmi K30 5G. Điều này rất quan trọng trong việc lưu trữ phim ảnh, chúng ta lưu trữ về quay video các thứ nữa, đúng nào. Đấy, chúng ta lưu trữ nhiều, rõ ràng bộ nhớ trong 128GB sẽ cần thiết hơn. Và thêm một cái điểm nữa này, đó là vào tháng 6 năm nay chúng ta sẽ chỉ được sử dụng miễn phí 15GB data của Google Photo mà thôi. Chính xác ra là trong tất cả các hệ sinh thái của Google, chứ không chỉ riêng gì mỗi Google Photo. Và nếu chúng ta lưu ảnh trên Google Photo mà nhiều hơn 15GB là chúng ta sẽ phải trả phí. Đấy, nên chính vì thế nên bộ nhớ trong mà càng nhiều nó sẽ có càng có lợi thế vào cái tháng 6 năm nay, tháng 6 năm 2021 ấy. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải ý cái điều này. Về camera thì K30 5G sẽ hơn. Về pin thì Note 9 5G sẽ có phần nhỉnh hơn. Viên pin của nó lên tới là 5000 mAh cơ. Nhưng nếu mà để mình chọn ấy, thì có lẽ là mình sẽ lựa chọn viên pin 4500 với cả cái sạc nhanh 33W của con K30 5G hơn.
trong hai cái sổ này chúng ta sẽ lựa chọn sổ nào? À quên mất, còn có một số nhiều yếu tố khác mà mình quên mất chưa nói. Đấy là loa kép thì con này sẽ có đấy nhá. Con Note 9 5G này sẽ có này. Kháng nước kháng bụi nhẹ là Note 9 5G cũng sẽ có này. Các bạn có thực sự cần những tính năng đó hay không? Còn thu âm thì cũng giống nhau nhá, không điểm gì khác biệt đâu nhá. Nhưng mà nếu mà hai con này mà đặt cạnh nhau để so sánh ấy, thì mình có cảm giác thấy rằng là K30 5G đang có nhiều điểm nhỉnh hơn. Và nếu để mình lựa chọn, có lẽ là mình sẽ nghiêng nhiều hơn về K30 5G. À và còn một cái điểm cuối cùng nữa, tí nữa mình quên không nói, đó là K30 5G không hỗ trợ thẻ nhớ. Còn Note 9 5G là có hỗ trợ thẻ nhớ luôn. Và nó là 2 SIM và một thẻ nhớ cũng rất là thoải mái. Đấy nên là khi các bạn lựa chọn phiên bản 64GB của K30 5G thì chúng ta cũng nên cân nhắc. Tổng quan lại thì K30 5G mình vẫn đánh giá là có nhiều điểm nhỉnh hơn so với cả Note 9 5G. Rồi, thế còn bây giờ sẽ là so sánh giữa K30 5G và Note 9 Pro 5G để xem là chúng ta có nên cố lên thêm 1 triệu nữa hay không để lên hẳn Note 9 Pro 5G. Đấy, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta cũng sẽ so sánh đúng hai cái hộp phụ kiện như này. Thì lần này Redmi Note 9 Pro 5G có sạc nhanh hơn, sạc nó là 33W thay vì 30W. Nhưng mà 30 với 33 thì mình thấy là cũng khá là xem với nhau thôi. Cái này có thể cho qua được nhá. Nhưng mà nếu mà xét chi li ra thì Note 9 Pro 5G vẫn có sạc nhanh hơn. Thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người, nhưng mà cách phối màu mặt lưng này của con Note 9 Pro làm cho mình thích hơn. Về mặt màn hình thì cả hai chiếc điện thoại của chúng ta đều có màn hình cũng tối như nhau, cũng đều có 120Hz cả thôi. Cũng khá là xem có thể coi như là bằng hòa. Hiệu năng thì K30 5G sẽ hơn đấy nhé. K30 5G mình vẫn đánh giá là chiếc Snapdragon 765G hơn là 750G. Đấy. Nhưng hãy chú ý rằng cái Redmi Note 9 Pro này nó là phiên bản RAM 8 bộ trong 128 thay vì phiên bản RAM 6 bộ trong 64. Như vậy là RAM ROM mà nó sẽ thoải mái hơn. Và nếu mà để mình lựa chọn tổng hòa nhiều yếu tố cả RAM ROM chip thì có lẽ là mình sẽ nghiêng sang Redmi Note 9 Pro 5G. Về mặt camera thì mình đánh giá là Redmi Note 9 Pro 5G sẽ nhỉnh hơn một chút thôi, không đáng kể đâu, nhỉnh hơn một tí. Về pin, Redmi Note 9 Pro 5G cũng sẽ có viên pin tốt hơn 4800 so với 4500 và sẽ có sạc nhanh hơn nữa. Thêm nữa đó là Redmi Note 9 Pro 5G thì sẽ có loa ngoài là loa kép và sẽ có khả năng kháng nước kháng bụi là IP53. Đấy. Và với những cái điều đó thì bản thân mình đánh giá là mình sẽ cố lên 1 triệu để mua hẳn Redmi Note 9 Pro 5G, bởi vì Redmi Note 9 Pro 5G nó có nhiều điểm nhỉnh hơn là K30 5G. Đấy, chứ còn giữa K30 5G với cả con Redmi Note 9 5G này thì nó cũng không thì mình sẽ lựa chọn K30 5G. Đấy, thì đấy là cái sự lựa chọn của mình. Đấy. Thì mình phân tích cho các bạn trong video ngày hôm nay là như vậy. Còn tất nhiên cái con mà mình để ra làm khán giả này thì tầm giá của nó chỉ là 4 triệu thôi và nó rẻ nhất và nó cũng chả liên quan gì đến bản so sánh ngày hôm nay cả. Còn Redmi Note 9 4G thì nếu anh em cần một chiếc điện thoại pin rất trâu 6000 mAh, có cả loa kép nữa. Đấy, chip thì cũng ổn, 6.2, bộ nhớ trong 128GB các thứ thì cũng có thể lựa chọn mua con này, Redmi Note 9 4G với tầm giá khoảng trên dưới 4 triệu tại Clickbuy. Tất cả những thông tin về những mẫu điện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Clickbuy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.